cũng có đi ăn, xong rồi sau đó cũng có đi karaoke. Khi mà lần đầu tiên em gặp Loan á, em đã thích cô này liền chưa? Dạ chưa. Còn cái ấn tượng ban đầu là Loan là cái như kiểu một người con gái mà lần đầu em gặp mà rất là thật thà, không có phải là kiểu e thẹn, ăn rất là mạnh luôn. Có nghĩa là có làm sao là dạ, đúng rồi. Ơi, không có gì bốn người mà kêu một dĩa thịt bò mà em cho ăn miếng nào là ăn hết dĩa luôn. Hay là người thật thà, dạ, không có thực lực. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là có thực lực luôn. Thực rất là lực. Dạ. Cái đó thì em lại thấy là rất là thích. Lúc đó là em 23 tuổi, cái đợt mà gặp mấy anh chị ở ngoài á, bốn người đó. Dạ đúng rồi, thì em nói anh này, ủa sao giàu quá vậy? Ủa sao giàu quá vậy? Đợt đó là anh để đâu, anh còn để đâu này, mà áo sơ mi mang cái đôi dép cũng không phải dép lào, dép lê á. Trời ơi, nhìn già lắm, nhìn già lắm. Cái đợt mà karaoke là em ở phòng trọ này quá 11 giờ là không vô được. À, đóng cửa lúc đó tụi em hát karaoke tới 12 giờ khuya, em không có về được. Ra là hai đứa đi vô quán cà phê, mà cà phê 24 giờ á. Hồi đó anh nói chuyện trao đổi và tâm sự lẫn nhau vậy á. Thì anh em cũng bắt đầu hơi thích ảnh rồi. Cái hôm đó là sinh nhật của mẹ em, thì em dẫn bạn này về sinh nhật mẹ. Wow. Dạ thì mẹ em nhìn thấy Loan là mẹ em như là bắt được con dâu vậy á. Rất là thích luôn, hai mẹ con ôm nhau xuống ngồi giữa cái sàn nhà. Ôm nhau luôn vậy đó. Bắt ba vậy nè. Nói chuyện với hai mẹ con mà ở nhau lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Thì trước đó thì em cũng có dẫn những bạn khác về thì mẹ em không có ưa. Nhưng mà tiễn bạn này về cái mẹ em thích lắm. Em là Bùi Thị Loan, quê ở Ninh Thuận, năm nay em 28 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng, em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè. Chào Loan. Dạ, em chào chị Hồng Vân với anh Phúc Thuận. Em tên là Linh. Dạ, năm nay em là 30 tuổi, cũng làm chung công ty với Loan. Chắc là hai đứa coi như lần đầu gặp nhau chắc cũng không có thích gì lắm đâu. Nhưng mà do là thiên duyên tiền định cho nên là mới kết nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Đây quả là lần đầu tiên ông mụ nó ông đoán đúng đâu, kể tiếp đi Linh. Mừng dạ. Lúc đó thì em với Loan á, là hai đứa làm chung một công ty. Nhưng mà là không có gặp mặt. Tức là sẽ là hai chiếc khác nhau. Thì tụi em nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhưng mà chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại thôi, chỉ nghe giọng thôi chứ không biết mặt mũi bà này ông kia như thế nào hết. Rồi cái xong cũng một thời gian khoảng nửa năm á, thì có một cái đợt là các anh chị cũng trong team mới rủ nhau là đi ăn nhậu một bữa, cũng đi chơi gặp mặt để giao lưu với nhau. Thì tất cả trong team nó đều không biết mặt, chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì em với vợ em với hai người anh chị nữa là bốn người, thì cũng có đi ăn, xong rồi sau đó cũng có đi karaoke. Khi mà lần đầu tiên em gặp Loan á, em đã thích cô này liền chưa? Dạ chưa. Còn cái ấn tượng ban đầu là Loan là cái như kiểu một người con gái mà lần đầu em gặp mà rất là thật thà, không có phải là kiểu e thẹn, ăn rất là mạnh luôn. Có nghĩa là có làm sao là dạ, nói đúng vậy rồi. Ơi, không có cái gì bốn người mà kêu một dĩa thịt bò mà em cho ăn miếng nào là ăn hết dĩa luôn. Là người thật thà mà. Dạ, đúng rồi. Không có thực lực. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là có thực lực luôn. Thực rất là lực. Dạ. Cái đó thì em lại thấy là rất là thích. Còn Loan thì sao nè? Làm chung công ty trước á là chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Lúc đó ảnh kêu em là chị, em hỏi ảnh bao nhiêu tuổi, ảnh nói ảnh mới có 20 tuổi thôi. Lúc đó là em 23 tuổi, cái đợt mà gặp mấy anh chị ở ngoài á. Thì bốn người đó. Dạ đúng rồi, thì em thấy anh này, ủa sao giàu quá vậy? Ủa sao giàu quá vậy? Đợt đó là anh để đâu, anh còn để đâu này, mà áo sơ mi mang cái đôi dép cũng không phải dép lào nhưng dép lê á. Trời ơi, nhìn già lắm, nhìn già lắm trai đó. Ừ. Không đâu. Nhưng mà em biết ngay là như là tuổi ổng là tuổi. Đúng rồi, lúc này mới biết là cũng phách rồi, đúng không? Anh lớn hơn em 2 tuổi. Xong rồi mến cái chỗ giọng nói nhẹ nhàng á. Nhưng mà đợt đó gặp xong hết ấn tượng, bao nhiêu ấn tượng. Như ví dụ như mà em mà có ấn tượng có thích là em đâu, em phải thẹn ngồi ăn uống thôi, mà ăn rồi ăn uống cái tiền hẹn lại đó là tự nhiên đó. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là hai đứa là có người yêu chưa hay là đang độc thân vui tính? Em còn ế, còn anh này là đang có bạn gái. Đến khi nào thì hai đứa mới thấy rằng là có điểm đặc biệt và mình sau cái đêm karaoke đó, đó bao lâu thì hai đứa chính thức yêu nhau đó. Cái đợt mà karaoke là em ở phòng trọ này quá 11 giờ là không vô được. Là đóng cửa lúc đó tụi em hát karaoke tới 12 giờ. 12 giờ khuya rồi em không có về được. Ra là hai đứa đi vô quán cà phê, mà cà phê 24 giờ á. Hồi đó nói chuyện trao đổi và tâm sự lẫn nhau vậy đó. Thì anh vậy là anh cũng bắt đầu lúc này em cũng bắt đầu hơi thích ảnh rồi. Nhưng mà lúc nào em biết là ảnh có bạn gái mà. Biết và biết là cho nên em nói là em không thể nào mà phá vỡ cái chuyện tình yêu của người ta mà lấn vô được. Sau đó là em cũng một thời gian cũng không có liên lạc với anh này, chỉ có làm việc với công việc thôi. Còn sao mà đến được với nhau hả Linh? Dạ, như kiểu là áp lực công việc thì có một người để mình chia sẻ, làm chung thì sẽ hiểu được cái áp lực mà mình phải chịu công việc á. Nó sẽ dễ chia sẻ hơn. Rồi dần dần thì cũng nói chuyện nhiều hơn, rồi lúc đó thì em với lại bạn gái em lúc đó là cũng có nhiều chuyện xảy ra, nó
nó không hay thì em cũng có chia tay. Thì lúc đó em cũng đang là độc thân, chưa không có quen ai hết, đang độc thân gặp cô bé độc thân nữa rồi. Dạ, tới cái hôm đó là sinh nhật của mẹ em thì em dẫn bạn này về sinh nhật mẹ. Wow. Dạ thì mẹ em nhìn thấy Loan là mẹ em như là bắt được con dâu vậy á. Rất là thích luôn, hai mẹ con ôm nhau xuống ngồi giữa cái sàn nhà. Thôi, ôm nhau luôn vậy đó. Bắt vai vậy nè, nói chuyện với hai mẹ con mà ở nhau lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Thì trước đó thì em cũng có dẫn những bạn khác về thì mẹ em không có ưa. Nhưng mà tiếng bà này về cái mẹ em thích lắm. Mà em thấy ông ngộ lắm, làm như ở trên đời này làm như có ông Tê Bà Nguyệt là đúng luôn á đi. Rất nhiều cái kiểu như vậy luôn á, tại vì có những cái bà mẹ chồng hoặc là bà mẹ vợ tức là rất khó với tất cả mọi người, nhưng mà đùng một cái gặp con bé đó hoặc một cái chàng trai đó là thích liền mà đó. Không biết lý do luôn. Chính vì vậy mà hai đứa qua cái buổi hôm đó là coi như là quyết định là phải yêu nhau đó, đúng không? Dạ. Như là tìm được một nửa của mình. Dạ, đúng thì không? sau cái hôm mà sinh nhật của mẹ thì em thấy là em chắc em phải tìm hiểu thêm về bạn này để có thể là tiến tới một mối quan hệ nó nghiêm túc hơn. Như lúc trước thì em với bạn cũng chỉ là quen thôi, chứ chưa có đặt vấn đề là mình sẽ yêu hoặc đi xa hơn. Lần đầu tiên đi chơi với nhau mà đi riêng á là đi đâu? Dạ hai đứa đi Vũng Tàu. Đó, Vũng Tàu. Ghê ghê. Đi mấy ngày? Dạ đi dự kiến là đi sáng là chiều về. Không qua đêm. Nhưng cuối cùng là sao? Là sáng hôm sau mới về. Đó. Mời em, chả không hỏi đi. Giờ là đáng em đó. Không hỏi một cái gì cả, tự nhiên chị chài cái phải hỏi đó. Không, chuyện của đêm em. Đêm đó là ở bãi biển suốt đêm hay là có mướn nhà trọ khách sạn dở không? Nghĩ sao mà ở ngoài bờ biển suốt đêm với ông nội? Nó ngại nó chưa có tới. Ảnh tự nhiên tới cầm cái chứng minh dân đưa cho cái anh chủ cho thuê á, bảo là cho xin hai phòng. Trong đó nói ơi ơi hai phòng. không trong đầu em nghĩ chứ tự nhiên cái thuê hai phòng. Chủ khách sạn ông cũng hay nha, ông nói chứ cho một phòng là hai giường á, cho qua hai giường thuê phòng để đỡ tốn tiền. Thực sự là đêm hôm đó hai đứa không có làm gì hết. Hai giường đúng không? Hai giường, mỗi đứa một giường đó. Tại sao không vậy? Dạ thì tại sao tôi biết mấy người nó sợ lắm nha. Không thiệt, cái này là thiệt. Nhưng mà tại sao em không manh động? Dạ tại vì lúc đó em với bạn chỉ là bạn thôi. Nó chưa có một cái gì nó hơn quá đi quá xa cho nên em là ném về người tốt còn sót lợi đó. Còn em sao lúc đó em nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em cũng sợ, lúc đầu em cũng sợ lắm. Em nói sao lúc mà lúc mà ảnh không làm gì á, em nghĩ cái gì trong đầu em nói gì đó rồi. Biết là có bê đê đó. Bạn phụ nữ nào cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đêm đó đêm đó nằm có ngủ được không? Không, từ đó hai đứa vẫn tâm sự tới sáng thôi chứ cũng không có ngủ luôn. Sao ngủ được tức thế màu đi, sao ngủ được đi, tâm trạng ngủ được nè. Trời đất ơi. Mệt mỏi vậy đi 3 tiếng hồ lên đây. Nằm mỗi đêm giường mưa chịu ơi này kia nọ vô tự nhiên đi với bà bóng kì vậy. Có chịu bực bội ngủ được. Cái suy nghĩ giờ phải ngồi nói chuyện coi ổng có bóng thiệt không. Cũng may mắn như vậy. Dạ đúng rồi, chị không nói đúng. Cục mốc nào là coi như là lấy cái thời điểm đó là hai đứa quen nhau. Sau khi em gặp mẹ của mẹ chồng em bây giờ, sau đó là hai đứa thân thiết hơn rồi tự nhiên cứ đến với nhau thôi. Chứ không có một cái lúc mà ông đề cập đám cưới ông nói thì sao? Đúng rồi. Cũng vậy á, kìa ông Vân, vừa hết dịch thôi là ảnh có đề cập tới chuyện đám cưới. Tức là hai đứa chỉ nói vu vơ thôi là hôm năm nay mình cưới nhưng mà để cuối năm hãy cưới. Xong rồi em mới gọi cho mẹ chồng em trước, là mẹ gọi cho mẹ em. Hai mẹ tự nhiên bảo là 21 ngày sau hãy cưới luôn. Trong đó em đâu có dính bầu hay là bị gì đâu, tự nhiên cái bắt cưới ngang vậy á. Là phụ huynh bàn tán với nhau. Đúng rồi, cái xong rồi tự nhiên cưới vào cuối tháng này 29 tháng 4 năm 2022 rồi. Hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ chưa có bé nào. Muốn có chưa? Dạ cũng đang muốn. Chút là dính nha. Đó. Dạ. Đó. Rồi bây giờ trước khi một chút đó thì mình phải môi móc hết tất cả những cái nó ức chế ở trong lòng. Thấy những cái điểm gì ở đối phương chưa vừa lòng mà hôm nay gọi là tật xấu đó. À, hôm nay mình phải cãi hết đi. Linh nói trước đi. Môi móc hết đi. Giờ em á là em tức một cái tức là ghen á chị. Ghen mà ghen vô lý lắm. Ví dụ ghen bệnh không? Ghen bệnh ví dụ đi. Ghen trong giấc mơ. Ghen bệnh. Ghen bệnh là chị em. Nhưng mà cái lúc mới quen em á là nói với em nè. Anh yên tâm đi, em không có ghen gì hết. Nghĩa là nói hai lời. Sau này mà lỡ anh mà có người ngoài, người thứ ba gì đó thì cũng sao hết, miễn sao anh về với em là được. Nói với em vậy, em nói trời, có người phụ nữ này mà bao dung quá. Tính em không bao giờ có cái tính là đi ra ngoài như vậy. Nhưng mà nói sao mà người này bao dung, mình cưới người này là mình quá may mắn rồi. Nhưng mà bây giờ em mới biết là em đang nằm ngủ, hai vợ chồng nằm ngủ. Xong trong giấc mơ á, bà thấy em đi với nhỏ nào á, gọi điện với nhỏ nào xong bà quýnh em. Trời đất ơi. Em ngủ em đâu biết gì đâu. Quýnh xong rồi luôn. Dạ quýnh em không ngủ tự tỉnh dậy, đánh em tát bốp. Em không biết, em ngủ tiếp xong rồi sáng hôm sau hay chiều hôm sau bà em thấy như hối hận hay sao á, mới thấy sai trái gì đó. Em xin lỗi anh. Hay luôn đó, tự khai phải không? Lúc đó em mới biết cái gì chứ em ngủ đâu có biết. Mà em ngủ say tới cái mức nó quýnh em mà không biết. Chà, chắc là xấu là ngủ dữ lắm nè. Nó mong muốn là hết ghen không?
Dạ này em mong muốn chắc cũng không được rồi. Sao vậy? Nó như kiểu đi vào máu rồi. Em cứ bày tỏ cái ước mơ của mình chứ, đời ai mà có ước mơ, có ai đánh giá em ước mơ đâu. Thôi chắc không được. Thôi cũng sợ rồi mẹ. Vậy thôi bé Loan, Loan đó, bé Loan đó có thật xấu gì không nè? À, anh Linh á thì ảnh nhạt lắm, yêu đương cũng vậy mà cưới nhau về cũng vậy. Ảnh rất là nhạt luôn. Mỗi lần mà con kêu ảnh á là anh ơi anh mặn mà xíu vui vẻ này kia, kiểu anh kiểu anh phất lờ đi á. Ví dụ ngày sinh nhật, ngày lễ không, 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 không có lễ gì hết á anh. Lẽ là mấy ngày lễ hay gì cũng không có quà hay gì hết. Cái gì đó là sống anh nhà lòng chợ rồi. Biết sao không, là không có món quà vật chất mà cũng đúng không rồi. Có món quà tinh thần luôn đúng không? Đúng. Giờ tỏ tình chưa nè? Tỏ tình chưa? Cầu hôn cũng không có luôn chị Bột. Cầu hôn cũng không có luôn. Về nhà bao nhiêu đám, bao nhiêu kỷ niệm lễ hỏi này nọ luôn. Sinh nhật rồi có tặng cái gì chưa? Sinh nhật cái món quà nào giá trị nhất mà Linh tặng cho Loan là cái gì? Giá trị là một cái điện thoại. Như ngày 8 tháng 3, hỏi từ lúc đám cưới á, hỏi từ lúc đám cưới. Từ lúc đám cưới là không luôn. Là không luôn đó phải không? Cái này chờ tới cho em Minh Hoàng. Em Minh đi, em Minh đi. Tại vì người ta nói là lượng bách tòng tâm. Là mình làm việc có tài chính đâu nó mà. Nó gom hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó gom sạch đúng không? Trời ơi bởi vì có không đâu, có đâu lửa có, sao đâu có chết không được. Có khói sao có lửa. Đúng không? Đúng rồi. Gom hết của người ta lấy gì người ta tặng nữa. À như vậy thêm một tật xấu là chắc có lẽ là kiểm soát tài kiểm chính. Kiểm soát gom. Kè đúng không? Đó không chịu kể ra trời. Cái này không kể được. Để là nó cắt nữa. Cắt luôn. Một ngày nó phát nhiêu tiền? Hả Linh? Không cái này không nói được, cắt nữa anh tiếp tục. Nhạc cái thứ hai là anh hay hứa lèo lắm. Nói chung là mỗi lần em nấu ăn xong mà rửa chén thôi, anh không có thích rửa chén. Em cũng có nói là thôi hôm nay anh rửa chén giùm em một bữa, em mệt quá. Em làm từ sáng tới chiều rồi, tối về em mệt quá, em nấu cơm rồi đó anh rửa giùm em. Ok, để anh rửa cho. Thế mà chén để 2 ngày vẫn chưa rửa. Thối ông luôn. Chén để 2 ngày vẫn chưa rửa. Thối ông luôn. Vừa hứa lèo mà vừa bừa bộn nữa. Tại vì chén bát mà không chịu rửa đó, em là bừa bộn. 2 ngày đó móc xanh móc đỏ rồi. Anh nói là em rất ghét rửa chén. Dù như mà quét nhà, lau nhà, nấu cơm em làm được hết. Nhưng mà em không thích cái rửa chén. Đúng rồi, đừng bao giờ bắt rửa chén. Có dấu ước không? Có nói. Nhưng mà lâu lâu thôi, bây giờ lúc đầu em nói là em đúng rồi, lâu lâu em rất là mệt luôn. Em nói thôi giờ nhờ anh rửa giùm em ăn chén. Còn anh ok, chứ không phải là có, anh có một cái này không, cũng không hẳn là tật xấu. Nhưng mà em kể luôn. Khu đi em. Loan nấu ăn không ngon, không biết nấu ăn. Vậy cái lúc mà hai đứa mà về ở chung với nhau á, tức là em hai đứa em ở chung với nhau cũng hơn 4 năm rồi. Thì lúc đó là Loan không biết nấu ăn. Anh nói hôm đó nó coi trên mạng đâu đó, nó kêu là hôm nay em làm trên món mì Ý, sốt spaghetti. Em thấy trời hay quá, ngon lành quá, ăn không được. Mì làm sốt xong rồi để nguyên sợi mì vô trộn luôn, không có luộc mì. Cuối cùng cũng là mì Ý mà là Ý ẹ, đúng không? Nhưng mà em ráng ăn hết cái tô đó luôn. Thôi không có luộc mì, ăn sống mì hả mẹ? Là cho nó ngấm với cái sốt xong nó mềm ra thôi, là cứ nấu xào hoài nó mềm. Mì mà nó vô rồi kia hai em chỉ cho anh Loan nấu, giờ Loan nấu ăn ngon hơn em. Thôi rồi, thôi dẫn chung cũng được đi. Rồi. Tại vì mong muốn ổng thay đổi điều gì không? Về thay đổi thì chắc cũng không cần. Là kêu anh mặn mà thêm xíu. Đây sẽ là một cái khoảnh khắc mà nó sẽ giúp cho cái cuộc sống vợ chồng các em nó sẽ mặn mà hơn, và đồng thời sẽ mang đến cho em một cái sự cơi nới. Hả? Cơi nới trong chi cái tiêu. Chi tiêu đó. Em sẽ được chu cấp thêm miếng nữa. Bạn này có một cái lời đề nghị mà anh nghĩ nó rất đúng luôn, là trong đời sống vợ chồng cần, rất cần những cái sự mặn mòi với nhau. Mặn mòi đó. Đó, nha. Thôi thì hôm nay theo chị với em nghĩ là cái lời tỏ tình nó sẽ phù hợp hơn là cái lời cầu hôn. Đó. Ta nói được không? Được. Ta nói được chứ làm gì nói được. Nha. Thách đố hả? Trời ơi, hai đứa nó đẹp đôi quá chị ơi. Liền á. Em hơi rung. Không có rung. Đừng có nhìn tôi với Hồng Vân. Hãy nhìn vào cái răng khểnh của cô ấy. Lên á. Em rất là cảm ơn em. Nhưng mà em đã đến với anh từ những ngày mà khó khăn, vượt qua bao nhiêu khó khăn mà em vẫn bên anh tới bây giờ. Thì anh chỉ muốn nói là anh rất là yêu em, và anh chỉ muốn là ở với em hết cuộc đời này. Cảm ơn em. Trời Phật ơi. Không nói thôi, nói nghe hay dễ sợ. Đủ hết luôn mà xúc động thiệt đó, trời ơi. Thật ra nha, nó chất chứa ở trong lòng bao nhiêu năm phút ra cái là nó hay lắm. Tối nay dính bầu nè. Xúc động rồi, nó xúc động rồi. Tối nay dính bầu chắc luôn nè. Lâu quá mà chúc em rồi. Ơi. Chúc luôn, dập luôn. Giống như thả 1 ký muối vô rồi đó. Dập luôn, dập luôn. Những điều kỳ diệu ngày hôm nay nó sẽ đến với các em. Dạ. Đó, anh mong rằng các em sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời. Ha. Và chúc cho hai vợ chồng luôn luôn yêu thương, luôn luôn thấu hiểu nhau. Biết rằng cuộc sống nó còn khó khăn nhưng chỉ cần nắm tay nhau là sẽ vượt qua tất cả. Nha. Và tối nay hay tối hôm nào cũng được. Tối nay mình đi, tối nay nó sẽ đang có một cái điều kỳ diệu xuất hiện ha. Sẽ có một thiên thần từ ở trên sẽ xuống đây và sẽ đậu vào trong đó nha. Qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời.
đến với gia đình của hai. Dạ em cảm ơn. Dạ. Được chưa? Cảm ơn anh chị. Dạ được. Ok. Rồi. Xin chào quý vị khán giả và anh chị. Và em tự giới thiệu là em là Nguyễn Văn Mậu. Em là tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy. Em năm nay 28 tuổi. Còn em? Em là Đào Thị Lam. Em năm nay 28 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Rồi. Em quê đâu vậy? Cái giọng nói em nói chung là hai vợ chồng là cùng là... Nghệ An hết. Trời ơi, Lan với Mậu bằng tuổi mà thấy em trẻ hơn Mậu nhiều lắm. Dạ, luôn nha. Nhìn rất là chững chạc và rất là em đi đâu họ không bảo là ba mấy tuổi rồi. Hai em là quen nhau là ở ngoài Nghệ An hay là trong này? Em là quen cái thằng bạn, nó bảo tao không có con ở đâu luôn, mới giờ sao không? Nó bảo mịt hơn. Ủa nói con... gì chắc mặt anh thề luôn, anh không nghe luôn, anh thề luôn. Quê mi ở Mô. Quê mi ở Đô Lương. Đô Đô là gì? Đô Lương. Đô Lương. Tiếp luôn, rồi. Xong bà nó ông gặp em là bảo quen thằng bạn ở Đô Lương. Xong cho số điện thoại, xong hai đứa tự nhắn tin với nhau. Khi đó là em đăng ký 2000 một là được 60 phút đấy. Tán gái tùm lum mà còn dư mà. Không biết gọi ai. Nhờ, có con này nó cho số để thì ta gọi thử cái coi. Hai đứa cũng nói chuyện cả lại bình thường. Xong đến ngay hôm kia là anh bạn mới bảo là để treo chở trong bao chơi. Là kia nó chơi không em? Em bảo nó giờ vào nhà chị tao nhá. Là lúc ấn tượng em sao? Em thấy con này nhìn ấy gì vậy? Nghĩa là mình không thích lắm đấy. Nhìn ấy là thế nào? Ấy kiểu là mình không thích lắm. Không thích lắm. Với tách thằng kia nữa. Thằng kia là bảo nó vào nhà chị rồi đúng không? Thằng này chơi tao hả mày? Do gì mà không thích ta? Cái người con gái này đẹp mà dễ thương mà xong thôi. Thôi đồ em mập lắm, mập mà đẹp lắm. Xong anh này em xoay xa chẳng nói chung là hai bên không có quen nhau lắm. Mà em cũng không thích hả? Không, em không thích mới hai mấy tuổi mà. Râu thì để dài, xong hả? Tóc thì để xuông xa vậy đó. Xong mặc đồ không phải đẹp như giờ đâu. Rồi lúc đó lâu thì tụi em mới bắt đầu là quen nhau. Khoảng sau 3-4 tháng á. 3-4 tháng. Dạ. Rồi trong lúc tụi em yêu nhau á có em thì cứ đi học và đi làm vậy khi vợ có bầu thì mới ấy thôi, nhưng mà em đang khi hả? Đúng rồi, em thì muốn đi học nữa, văn bằng 2 quản trị nữa. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Sao giữ gìn mà để có bầu trước chứ em nội? Tại bị dù quá. Sao bị dù? Tại vợ chứ. Anh ấy nói mà đâu ai tin đâu. Bởi vì nói chung là em còn phải tính học nhiều đó. Ấy lỡ rồi thôi, cút luôn. Mà từ đó thì sao là em gián đoạn cái việc học luôn? Thì vẫn cứ học. Nhưng rồi lấy nhau rồi xong rồi có bị vỡ mộng về nhau không? Vợ thì nói chung là chỉ có mình nói thì nó hay cãi lại, rồi mình ghét rồi mình tức thôi. Anh hỏi nè, mỗi lần mà mình nói cãi lại vậy có lần nào mà em phát bực lên mà em động thủ em động thủ với bà không? Có một lần rồi. Sau khi lấy hay trước khi lấy? Sau khi lấy. Sau khi lấy là hôm đó hả, con bé nhà em á nó bị ở mắt đỏ á, xong rồi em chạy từ trong nhà ra chợ mà lại không cầm điện thoại đi mua thuốc, xong rồi em còn đi mua đồ cho bé nữa, về đến đâu xóm chẳng thấy con đâu, thấy ông ấy đang phá sữa chạy ra đông một phát bộp em cả. Em bảo ủa sao kỳ vậy, làm như điên nhở, vợ con khóc cái gì mà đánh vợ. Thế xong em bảo thôi mỗi đứa cái khỏe. Khi nào em tức mà nó cứ khóc từ đầu đến cuối, mình thương con rồi xót ra đánh nhưng mà luôn. Nhưng mà em đâu có biết là vợ em đi đi mà em lấy điện thoại lên em gọi thì không thấy đâu cả, thì em tức thấy nó khóc mà con nó khóc nó tái tím luôn. Sao ông bồng không hiểu luôn đúng mà, ý là tài là lúc đó là có gì với ở đó với lại xem trong ở nhà thì nghỉ thôi để cho con ở nhà với bộ á. Em đi khoảng 1 tiếng em về mà con bé nó khóc kệ quá, xong là lần đó là bị một cái bóp ngay mặt luôn. Rồi đã đánh nhiều lần nữa không? Quất một lần đó được rồi. Nhưng mà em đi một lần thôi, mệt mỏi sao vẫn cứ dọa. Hay dọa vợ đánh đó mà. Dọa vậy thôi chứ không đánh đâu. Dạ sao? Trong mà đang nói chuyện với nhau thì vẫn hả? Mày một chế đó, nó nói đập em đó. Nhưng mà mày một chế đó tao đánh cho mày một cái vậy. Nó tát cho mày một cái. Nó chế đó, tát. Nhưng mà mỗi lần mà dọa như vậy là em có bị tổn thương không? Em giận lắm, hai vợ chồng nói chung là em dọa thôi, em có khi nào đánh rồi em nói chung là em buồn lắm vì nghĩ vợ chồng yêu nhau mấy năm trời xong mới cưới nhau phải tôn trọng nhau mà sống đằng này hả, cứ hở tí là đòi đánh, hở tí là đòi đánh, tí là đánh nữa con đi khoe đánh nhà vợ nữa, mời đi đánh vợ mời chó vợ tạt xong mới nói vậy. Em buồn lắm mà ông này chẳng bao giờ xin lỗi đâu. Sao vậy cưng, sao vậy? Em nói chung là em ví dụ em bị sai là em sửa, em biết tự biết đường vậy thôi. Em không ít khi em nói ấy thì em chỉ thể hiện bằng hành động thôi, mình gọi là mình biết trong người là mình ở cái việc đó mình sai rồi. Có bao giờ vợ em xưng mày tao với em chưa? Chưa. Nói chung là chưa bao giờ. Có cũng chưa. Chưa. Cũng chưa. Ví dụ như bây giờ xưng, nếu mà vợ em xưng mày tao với em thì em nghĩ sao? Chắc lẽ đánh chết luôn. Không, nói chung là giờ em kìm rồi. Chị cũng cảm nhận là em là cái người đàn ông trực tính và hơi nóng tính. Thì có đôi lúc ví dụ như em cũng có thể thông cảm được một chút cho cái trực tính và nóng tính đó. Đó, tuy nhiên là người ta gọi là tức nước vỡ bờ đó. Chị dậu đó, cho nên là em cũng biết mình như vậy. Và em cũng biết là mỗi lần vậy vợ em tổn thương thì mình phải cố gắng mình thay đổi. Mình thay đổi đúng thay không? Đổi. Em cũng cố gắng thay đổi thôi. Nói chung là trước hết là đi ra ngoài xã hội thì mình va vấp vậy là nhiều khi cái thiệt là về mình thôi. Đúng rồi. Có những người là họ làm không được việc nhưng mà nó họ biết nịnh. Mà thôi, bây giờ nhìn đi đứng lên cũng cao hơn cô này. Tướng tá cũng mập. Bự chứ, bự con quá trời. Đôi em. Mặt cũng là dữ dằn hơn cô này. Bằng tuổi mà bác trai lớn hơn bác gái nhiều à. Tất cả những ông chồng khi bước lên ngồi chỗ vị trí của bạn
thì chúng tôi tự hào rằng là các ông chồng đó đều về nhà thay đổi hoàn toàn. Dạ. Không bao giờ cái chuyện đó có thay đổi nha. Và để cho minh chứng điều đó, tôi muốn bạn có một lời hứa với vợ mình. Có cả anh chị em đây nữa thì em hứa là thật là giờ là nói chung là thay đổi. Từ cái năm kia, năm 2016 là em đã thay đổi lâu rồi. Ừ. Em thay đổi nhiều rồi. 2016 là mới năm nay đó không? Dạ. Thay đổi cực kỳ nhiều lần. Từ đầu năm đến giờ là em thay đổi nhiều. Nên là giờ em đi xin được việc rồi, nên bây giờ là thay đổi. Bây giờ vậy đi, em nói cái mong muốn chồng em thay đổi trước đi rồi chồng em hứa sau. Dạ. Em bây giờ là chỉ mong là chồng bớt giận bớt nóng, quan tâm vợ con nhiều hơn. Anh ơi, xin anh đừng có giận vội. Mà trước tiên anh phải tự trách mình, dạ, đúng không? Chồng muốn phải thay đổi gì không? Biết em nóng tính rồi thì lúc đó mình bỏ đi. Một vòng đâu nữa, hoặc là ngày mai. Rồi nó bảo là anh ơi thế này thế nọ. Em nhận, ba lúc em đang nói rồi cứ nhào vô là nóng hơn, đúng không? Đúng rồi, lên cảm thấy nó bức tức lắm. Vậy thôi hả? Vậy thôi, với bạn vợ thì gì? Cũng được, ok rồi. Vậy thôi thì cái này đơn giản lắm em. Mình hiểu bản chất của chồng mình là nóng tính. Thì người ta, ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chồng em có cái yêu cầu đó theo chị là chính đáng. Có nghĩa là cái cơn lên rồi lúc đó mình đừng lèm bèm nói gì nữa. Nói là đổ dầu vô lửa. Thôi mình né chỗ khác. Tối đêm hoặc là qua ngày mai mình òn ỉ mình nói anh ơi thế này thế nọ thế kia, đúng không? Thì theo chị cái đó em nên làm. Còn bây giờ những cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ là ngay ngày hôm nay sau đây em sửa luôn, bắt đầu từ bây giờ. Bây giờ em hứa vợ em đi, đứng lên cho lãng mạn cái coi trời ơi. Hứa với vợ là từ nay là không, nói chung là không nói mày tao rồi là nói chung là yêu thương. Nhưng mà mi tao thì dễ thương nha. Cái chữ mi tao dễ thương lắm em. Mi tao mà bên này có đồng ý là mi tao không? Không luôn hả? Mi tấu tha là nói với bạn bè á, thì dựng vờ trong nghe lấy gì đó. Thôi bên này không thích mi tấu luôn. Chiều luôn. Nhưng mà nè, bây giờ ấy đi. Ở đây nè, anh ở đây anh nói với Mậu là không có diễn xuất gì hết trơn cả. Ở đây là thực tế nha. Hai đứa nói, đứng đối diện nhau. Nhìn nói cái đi. Đừng có nhìn tôi, coi chỉ tôi. Vậy đi. Tôi khúc mặt rồi. Thôi. Đó. Thật, hành động này là thật, cảm nhận được cái điều đó là cái điều thật nha. Và mong rằng cái sự thật này nó sẽ đeo mãi cho các bạn đến cuối đời luôn. Nha. Rồi, chúc hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nha. Và công việc sẽ còn phát triển hơn nữa. Nha. Cảm ơn. Em xin chào anh Quốc Thuận ạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con tên là Phạm Ngân Thảo. Mọi người hay thương yêu gọi con cái tên là Thánh Súng Ngân Thảo. Nói nghe nè. Dạ. Bây giờ con gọi cô là con phải gọi chú, mà con gọi anh thì con phải gọi chị nha. Dạ. Thực ra chú Thuận cũng lớn tuổi rồi con. Con thấy không, tóc không còn một cọng nữa. Trời ơi, tự nhiên bán đứng mình vậy? Không biết nữa. Mình cũng trẻ thôi. Nhưng mà thôi. Đã anh là chị còn cô là chú đi chứ. Dạ. Làm gì mà kêu anh mình kêu cô cũng dạ, dạ. Chành lòng đó, chành lòng đó. Không, không sao đâu, kêu chú đi cũng được. Dạ. Chú lớn còn tới 20 tuổi luôn á. Dạ dạ. 20 tuổi luôn. Dạ. Dạ con xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phạm Ngân Thảo, năm nay con 23 tuổi. Hiện tại công việc của con là đang bán hàng online. Người ta vẫn hay thường gọi con là Thánh Súng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, con phải giới thiệu như vậy. Dạ. Đó. Rồi, bạn này rất là duyên dáng hài hước quý vị. Chắc bây giờ chắc quý vị mới nhận ra bạn này là ai. Đó. Đúng không? Rồi. Quý vị nếu mà đang xem live stream thì nếu như quý vị thấy chương trình này quá dễ thương, quá hấp dẫn và quá bất ngờ, mà quý vị chúng ta có thể coi như là share, like hoặc thả tim lý lịa đi nha. Rồi bây giờ mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Lê Hoài Đức, năm nay con 31 tuổi. Công việc con là buôn bán chung với vợ con. Vậy đó hả? Hai vợ chồng buôn bán online. Cũng lớn hơn vợ bộn ạ. Lớn hơn 8 tuổi. Mà sao mà gặp được hay vậy không biết nữa. Khoan cho hỏi nha. Dạ. Hình như là Ngân Thảo là ở quê mà đúng không? Dạ đúng rồi. Con ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp đúng không? Dạ. Con cũng ở Đồng Tháp luôn hả? Con ở An Giang. Ôi trời, con An Giang hả? Dạ. Bắt tay, đồng hương. Em hỏi núi Sập hay là ở đâu? Con ở núi Sập hay ở đâu? Dạ, ở thị xã Tân Châu á. Tân Châu, Tân Châu. Gần chỗ em không? Núi Sập với Tân Châu xa lắm. Xa thiệt là xa, chỉ ở An Giang mà thôi. Nói là đồng hương An Giang thôi. Cách nhà có mấy chục cây số à? Cách nhà có mấy chục cây số à? Đâu có, Tân Châu với núi Sập xa lắm. Con đang tưởng là chú ở núi Sam á. Núi Sam với Tân Châu mới là cách nhau mấy chục cây số. Còn dạ. Tân Châu với Thoại Sơn với núi Sập là cách nhau đâu cả trăm cây. Tân Châu mà nếu mà qua bên núi Sam á là khoảng chừng tôi sập ông ơi, tôi sập. Dạ. Tôi sập. Còn vô núi Sam nó cũng đâu xa lắm đâu. Núi Sam là Châu Đốc. Vô núi Sập. Thôi. Chắc người ta cũng gần trăm đó. Dạ. Cũng gần trăm. Nhưng mà thôi, chào đồng hương An Giang. Dạ, dạ. Ủa nhưng mà là hiện tại là con ở bên chồng là ở dạ, bên vợ. Hiện tại thì hai đứa con là nhà ai nấy ở.
Tại vì gia đình ảnh thì ảnh là con một, cho nên ảnh cũng phải lo cho ba mẹ. Còn con thì con phải lo cho nội với mẹ của con. Cho nên là nhà ảnh ở nhà con ở. Có nghĩa là con ở gì? Con Đồng ở Đồng Tháp. Dạ. Còn ảnh thì ở An Giang. Dạ đúng rồi. Trời, Gu Lan chức nữ vậy đó hả? Dạ. Rồi gặp nhau theo tuần hay là theo tháng? Dạ, tại vì hai con cách nhau 20 cây số. Ôi cũng gần mà. Là cũng gần. Dạ. Ủa vậy hả? Gần. Dạ. Cái địa danh nó xa xôi dạ. Mà cuối cùng gần gũi vậy nó luôn. Nó sát đích, hả? Nó sát đích nhau. Đó. Dạ, ủa nhưng mà hôm nay là các con thường xuyên. Hôm nay là các con từ ở đâu lên đây? Dạ, dạ từ dưới quê lên luôn. Trời. Dạ con đi hồi 6 giờ sáng lên tới đây là 1 giờ trưa. Là đi từ Tân Châu đi từ Đồng Tháp? Dạ đi từ Đồng Tháp. Ảnh thì ảnh Tân Châu ảnh chạy xuống nhà con. Vậy xong rồi tụi con mới đi lên trên này. Trời ơi. Thôi đi chứ. Thôi hỏi đi tụi nó dạ, quen nhau quá. Sao? Tụi con quen nhau sao thấy hồi hộp á? Không đoán, đoán qua. Tò mò chứ không phải hồi hộp. Đoán qua, đoán qua. Hả? Đoán, đoán hả? Đoán hả? Đoán dính liền. Đoán đi. Đoán dính liền luôn nè. Đoán nè. Bé này đi thi game show và rất nổi tiếng qua cái chương trình game show đó và có được cái nickname Thánh Súng. Ông này nhìn thấy cô bé này có duyên quá cho nên quyết định coi như là phải tìm đủ mọi cách để lên trên mạng để search để tìm ra Thánh Súng là ai và cuối cùng tìm ra được Facebook và đã liên hệ với cô này và từ đó phát sinh tình cảm và cô này đúng không? Dạ trật không lắm. Không. Cô cũng nói trật luôn. Hồi nãy đã biết rồi. Quen nhỏ từ lúc nhỏ chưa súng luôn mà. Ở đâu ra mà rồi chắc súng nhỏ rồi. Mới đi đi rồi mới là Thánh Súng mà. À, quen từ lúc chưa súng răng luôn. Dạ đúng rồi. Ôi trời đất ơi thôi. Thôi con kể đi con, đừng cho ông mụ ông đoán. Dạ cái hai con quen nhau á là cũng xuất phát là do con trước. Tại vì lúc trước con còn làm bảo vệ ở cơ quan á. Cái con đang ngồi chật mà con cũng lướt Facebook nữa, cái con mới thấy cái gợi ý kết bạn ở trên Facebook á. Con mới vô, con mới xem avatar của vợ con mới vô con coi hình. Dạ con thấy thích quá và cái con mới gửi kết bạn. Kết liền luôn. Thấy chưa? Cũng đã giống một cái phần dạ. Là quen trên Facebook đó. Gửi kết bạn mà vợ con đâu có chịu đâu, đâu có chấp nhận đâu. Đông mấy tuần sau vậy đó, cái vợ con đăng cái bài về mấy con mèo đó, đăng hình chụp chung với mấy con mèo đó rồi con vô comment chúng ý chỉ rồi. Rồi hai đứa mới nói chuyện tới cái con mới vô Messenger á. Con nhắn tin riêng, nói thèm qua anh đây nhắn tin riêng đi. Cái con mới xin Zalo rồi nhắn tin rồi cái con mới cô luôn. Vậy á hả? Dạ. Mà cách đây lâu mau rồi, mấy năm? Dạ năm 2018. Dạ mới đây 3-4 năm hả? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà là con vì sao mà con lại kết cổ vậy? Để trên nói. Facebook rất là nhiều rất là nhiều các cô gái xinh đẹp hot girl nó nè đầy đủ luôn vừa đẹp lúc đó người ta chưa súng mà xác định rõ ràng nha chưa súng, dạ. Chưa súng. Đẹp nè cao nè con là cao 1m68 dạ. Đó tại phải. Vì là lúc đó là ảnh vô anh coi hình con là ảnh thấy bự con cho nên ảnh kết à thích đô con đúng dạ, không dạ rồi cái gu ổn là gu đô con ủa con nhưng mà coi hình sao biết đô con tại vì lúc đó là con bán quần áo con livestream mà cho nên nhìn thì sẽ thấy là to con đô vậy đó rồi kết là đúng không với lại chắc cũng ăn nói có duyên đúng không thường mấy người buôn bán online là duyên dáng lắm đó nha rồi sao nè rồi qua Zalo bắt đầu kết bạn rồi trò chuyện với nhau đây nè hỏi vợ nè lúc mà ảnh comment cái gì lúc con bế mèo đó sao mà trúng ý con mà con chấp nhận trả lời vậy tại vì con thì con thương mèo đó nhưng mà thì con cũng nói chuyện qua lại thôi chứ cũng không có nghĩ gì xong rồi cũng nói chuyện gọi nói chuyện thấy mình thấy vui với lại thấy anh này anh nói chuyện kiểu như cái người ảnh lớn tuổi con á cho nên ảnh nói chuyện điềm tĩnh rồi chững chạc rồi mình cũng thích xong rồi nói chuyện với lại mèo đó hả? Dạ con cũng nghĩ là ổng thương mèo giống con đó, rồi xong rồi mới hẹn đi ra ngoài uống cà phê thì đi ra ngoài thì anh này anh gặp con ngoài là nó còn bự hơn ở trên trên hình nữa dạ rồi ảnh cũng kết luôn tại vì ổng thích bự mà rồi xong còn con thì con thấy là ảnh nói chuyện kiểu nhỏ nhẹ á mà lúc đó con chưa có dám nhìn mặt đâu lúc đó con còn ngại cho nên con không có dám nhìn mặt rồi sau này quen đâu 6 tháng gì á thì con mới dám nhìn thẳng mặt ảnh thì con mới phát hiện ra là cái mặt ảnh không hiểu sao mà nó tròn do luôn nói chung là không có góc cạnh gì hết giống như một cái bánh bông lan dạ đúng rồi đó ở dưới quê mình có mấy cái bánh bông lan ổ á nó tròn do luôn vậy đó thấy giống không dạ à, nhưng mà nó nghe nè ở ngoài đời cổ có lanh không lanh như lúc mà cổ livestream bán hàng được không dạ ở ngoài thì cũng nói chuyện vui vẻ nhưng mà không có bằng ở trên livestream tại trên livestream là cái công việc buôn bán thì mình phải nói chuyện nhanh nhẹn như vậy à ở ngoài thì vợ con cũng vui vẻ nói chuyện cũng bình thường vậy đó rồi kể từ lúc mà các con uống cà phê đó, lần đầu tiên gặp nhau đến bao lâu thì các con mới chính thức gọi là quen nhau dạ thì gặp gặp xong lần đó là về là quen luôn
Dạ, tại vì kiểu như ưng rồi, ông này cũng ưng, con cũng ưng nữa. Mới gặp là ưng liền luôn vậy dạ, à. Tại vì trước đó là nói chuyện một tháng mấy hơn rồi mới đi ra ngoài gặp mà. Coi như là nói chuyện trên Messenger với dạ, đúng rồi. Tháng mấy. Dạ. Hôm bữa đó là lần đầu tiên gặp nhau. Dạ. Con dắt con đi đâu? Dạ thì đi ra quán uống cà phê. Uống cà phê. Dạ. Rồi nói chuyện xong là coi như là ưng luôn. Cảm thấy là ưng luôn. Dạ đúng rồi. Là quyết định là làm người yêu của nhau đó. Dạ dạ, dạ là quen đó. Dạ. Rồi có tổ chức đi. Cũng lâu á. Cũng lâu á, chị 6 tháng à. Tháng. Ủa, 6 tháng hàng tháng? Dạ, 1 tháng mấy? 1 tháng, rưỡi tháng. 1 tháng thì mới lâu đó, mới nói lâu quá. 1 tháng. Ủa, nhưng mà tới 6 tháng thì con mới nhìn hẳn cái mặt. Dạ, đúng rồi. Ta đi uống cà phê mà người ta dày thôi. Uống vậy thôi chứ không dám nhìn. Dạ, cứ nhìn lên, nhìn xuống, rồi nhìn qua, nhìn lại. Rồi vậy tới lúc nào con mới phát hiện cái mặt ảnh tròn? Chắc là hung đó. Hung đó, cái mặt nó sát nhau mới thấy cái mặt. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì cái lúc đó là ảnh hẹn đi ra ngoài sau đó, của một cái siêu thị á, thì nó có mấy cái băng đá ngoài sau, chỗ đó thì vắng, thì ảnh mới xin là cho ảnh hôn một cái, thì ảnh con mới nói dạ, nhưng mà lúc đó xin là xin hung má thôi, xong cái ảnh mới câu cổ ảnh hung, ảnh hung con xong rồi là cái miệng ảnh cứng đơ hết trơn luôn, là kiểu như đánh một cạp là không có nói chuyện được luôn. Tai biến nhìn tiếu lắm ha, đánh buộc cạp môi rồi lúc đó con mới phát hiện ra mặt ảnh tròn. Dạ lúc đó là con mới biết là cái mặt tròn do luôn á. Rồi lúc có cưng không, nhìn có cưng không, hay là tự nhiên con suy nghĩ cái gì trong đầu con? Con thấy lạ tại vì trước giờ con chưa gặp ai cái mặt tròn vậy hết á. Ờ nhưng mà rất là thủy vân. Đây có phải là cái nụ hôn đầu tiên của con không? Dạ không. Không, nếu mà đầu tiên phải là bé này. Người ta 31 tuổi là hơn bé này tới 8 tuổi. Thì nếu mà cách đây 3 năm thì là lúc đó là cũng là 28 tuổi rồi. Thì phải hỏi bên này rồi mới bắt nguồn qua bên này. Hỏi lộn. Bắt đầu đúng không? Ông lộn nói tôi 15 tuổi không biết hung rồi mà ông hỏi 28 tuổi biểu. Trời đất ơi, có biết. Trời ơi, rất là nhiều, rất là nhiều chú rể cái như quen nhau thậm chí có ông 10 năm mới dám hung, mới có nụ hôn đầu tiên đó. Còn con thì sao? Nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ không luôn. Tại vì trước đó là con cũng có quen rồi. Dễ xong là gì? Rung dữ vậy. Dạ tại vì con là lâu quá. Năm 20 con nhớ hình như năm 2016 ha, 2015 16 á. 2016 rồi con cũng có chia tay một bạn người yêu. Rồi đến 2018 á là cũng trải qua 2 năm mấy rồi con mới quen lại vợ con. Kiểu như là lâu rồi mới hung lại đó, cảm giác ngày đầu tiên. Vậy hả? Dạ. Coi như lần đầu luôn ha. Dạ. Còn con có rung không? Dạ không, con lúc đó con cũng rung thôi mà con quay con gặp ảnh là cứng cái miệng vậy đó. Rồi đánh buộc cạp. Cái con mới cười lên rồi ảnh mới quê quá. Con mà dễ thương luôn. Dạ. Cười lớn tiếng hay cười mỉm? Con cười lớn tiếng luôn tại con quá mắc cười đi. Cười sao đâu. Thì con cười. Nhìn ảnh thì cười. Chà, lúc đó cười chắc con chắc cũng vui lắm ha. Dạ quê. Thì bảo vui đó thì phải hỏi vui đó. Tại vui. Vì mình đàn ông trai mà mình bị gái cười mình vì mình quê. Cười mà cười đập vào trong mặt luôn á. Dạ. Sao có quê rồi làm đó, thêm cái nữa không? Dạ không. Lúc đó anh đang vậy nè. Cứng hàm ơi. Lúc đó hết cứng hàm không? Hay là cứng hay là đơ luôn? Dạ, không đánh bồ cạp được luôn. Là xong đứng đi về luôn. Xong hai đứa đứng lên đi về luôn. Trời ơi, đó là nụ hôn đầu tiên ở phía sau siêu thị. Còn cái chuyến đi đầu tiên của hai đứa là khi nào? Dạ thì quen cũng thì hơn rồi, con nhớ là hơn 6 tháng á. Thì hai đứa mới đi Vũng Tàu để mà chơi. Có ai đi cùng không? Dạ không, đi hai đứa à. Là lúc đó ảnh chở con bằng xe máy đi từ dưới Đồng Tháp chạy ra Vũng Tàu luôn. Thì có kỷ niệm rất là vui là đi ra ngoài là vừa ra tới ngoài là bắt đầu bão. Là bão, bão xong rồi tầm tã nguyên một ngày. Xong rồi tới sáng hôm sau tụi con về là bão từ Vũng Tàu về tới Đồng Tháp luôn. Là hai đứa là chạy xe về mà tưởng nó là chết luôn rồi đó. Tại vì nó quá lạnh luôn mà dầm mưa về. Tại vì không dầm mưa về thì nó sẽ bị tối. Là hai đứa sợ. Rồi con thì coi Google ngoài sao cho ảnh chạy ngoài trước. Rồi con đợi con cứ bị coi, lạc đường hoài à. Cứ bẹo vô đồng, vô xanh, vô lầy không. Là từ 7 giờ sáng ngoài Vũng Tàu hai đứa chạy về tới 9 giờ tối mới về tới Đồng Tháp. Trời đất ơi, mà mưa suốt dọc đường dạ, luôn. Dạ đúng rồi, mưa suốt dạ, luôn. Mưa suốt luôn. Kỳ đó về có bị bệnh không? Để tao hỏi tao tức quá. Có bệnh không? Dạ, không bệnh. Em có thấy không? Cái mãnh liệt của tình yêu nó khủng khiếp vậy. Chứ chị với em dầm mưa chừng tiếng đồng hồ. Bệnh luôn. Là lật ngang liền. Là nghi ra đó vô thẳng bệnh viện luôn á. Chừng tiếng đồng hồ ngoài mưa mà sình lầy. Chúng không bệnh, em tôi thấy ghê chưa? Tôi không có đi tới Dầu Dây là tôi bệnh rồi. Mệt lắm. Vừa tới Dầu Dây là bệnh rồi. Nó nghe nè. Dạ. Tối ra đó có ở khách sạn không? Dạ có. Ở khách sạn rồi sao? Hai đứa ngủ tới sáng dậy luôn. Vui không?
Tại vì ban đầu á, ban đầu là mỗi đứa đặt một phòng, xong rồi ra tới ngoại á thì người ta hết phòng là phải dồn lại ở một phòng, rồi cái cuối cùng thì là cái phòng đó là cái phòng giường đôi. Ừ. Đó thì tại vì trước khi đi là con có nói với ảnh là mình ra ngoại mình chơi là không có được làm cái gì nha. Ừ. Cái ảnh nói anh hứa với em. Xong rồi thì ra tới ngoại thì tối cái ổng lăn vô tưởng ụp mặt tưởng ngủ tới sáng gì đó. Ông giữ lời hứa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bé nó quá hay, thằng bé này quá hay. Đó. Tức là đã hứa rồi thì thôi. Mà sống rất là thật thà luôn. À mà anh em yêu cầu tôi làm sao tôi mừng. Tôi vậy đó, tôi lúc mặt vô tường. Dạ. Đó. Nhưng mà con thấy là con thấy đây là người đàn ông đáng tin đúng không? Dạ đúng rồi, thì sau lần đó mình mới bắt đầu mình tin tưởng nhiều. Rồi, cho điểm đó thí dụ giả tỷ. Dạ. Ông qua ông khều khều thì sao? Cái con cũng không biết nữa. Rồi. Ồ thấy thường ha, cuộc tình phải nói là vượt qua bão tố. Mà yêu nhau tới yêu nhau tới 3 năm luôn. Dạ đúng rồi. Rồi trong thời gian đó là có thuận thảo với nhau không, hay là cãi lộn, hay là tại vì một đứa hơn nhau tới 8 năm á, là cái suy nghĩ cũng như là cách nhìn nhận á, chắc là nó khác nhau nhiều đúng không con? Dạ, có nhiều sóng gió bão tố gì không? Dạ có nhiều lắm. Chia tay là lên bờ xuống ruộng luôn. Tại vì kiểu con còn nhỏ á, cái con cũng nóng tính, còn anh này thì anh lớn rồi, ảnh điềm đạm, ảnh chín chắn. Rồi có nhiều cái đâu có hợp đâu, giống như bị khắc khẩu vậy đó, nói chuyện xíu là gây lộn mà. Ừ. Đó, rồi cãi lộn có một lần á, là cãi lộn xong cái con mới nói ảnh là bây giờ em uống thuốc em tự giận luôn. Cái con mới con điện cho ảnh, con nói bây giờ em uống 4-5 liều thuốc rồi, bây giờ em gần chết rồi, em mệt lắm rồi. Cái ảnh mới từ trên Tân Châu, lúc đó là 2 giờ sáng, ảnh mới chạy xuống nhà con luôn. Ảnh chạy xuống nhà con, cái ảnh nói bây giờ là phải đi bệnh viện liền để xúc ruột ra, không thôi là chết. Cái con mới nói là thôi anh ơi đừng có đi bệnh viện, tại vì thật sự là con không có uống. Lúc đó phản ứng còn sao? Uống mấy lần, cô uống mấy lần, còn mấy lần bỏ trong túi á. Không, thì lại không uống. Tôi giờ mới biết luôn đó. Trời ơi, thiệt không? Thiệt. Tôi giờ mới biết luôn. Ủa là sao? Là coi như là cứ mỗi lần giận lên là bà nói là bà uống thuốc tự tử. Dạ, cái lần đó là... Kể đi. Cái lần đó là hai đứa con nói chuyện, đầu hôm cũng còn thuận vui vẻ lắm. Nói hồi cái sao mà cãi nhau. Cãi nhau cái tới 1-2 giờ sáng gì đó. Cái vợ con mới nói em uống thuốc rồi, em uống mấy lần cũng không biết, giờ em quá mệt rồi, em muốn xỉu. Giờ con mới nói là con lấy xe con chạy, là chiếc xe con chạy là hết tốc độ. Nếu mà con mà cán con chó con mèo thì chắc cũng bây giờ không còn ở đây. Cái con mới chạy xuống là vợ con mới khóc. Khóc đi bộ ra, từ nhà đi bộ ra khóc, mà tay thì lòn vô túi vậy nè. Thì cầm hai bên hai nắm thuốc, còn cũng không biết thuốc gì. Thôi nãy giờ em uống chưa? Em uống rồi, em uống mấy lần em cũng không biết nữa. Trời ơi. Tới bây giờ bà nói gì? Không uống. Đấy, thật sự là con không uống. Mà cứ 1-2 đòi chở con đi vô bệnh viện xúc ruột. Ủa nhưng mà con không phát hiện luôn hả? Dạ không, tại vì lúc đó tại là tại vì nếu mà đã uống là phải chắc chắn là phải đi bệnh viện đó. Dạ nhưng mà lúc đó con thấy vợ con mệt lắm. Mệt lắm mà chỉ nói chị hợp sao diễn mệt đó. Diễn mệt được. Với lại cái lúc đó đó là khuya rồi cho nên là cũng buồn ngủ, cũng thấy mệt thiệt. Lúc đó là vợ con lai xong là mệt lắm rồi. Mà thức tới giờ đó nữa thì mệt. Tại vì đi vô bệnh viện là người ta sẽ biết mình không có uống. Người ta con nói thôi đừng. Dạ thôi, con mới nói là thôi anh ơi đừng đi vô chỗ em mất cỡ lắm. Chết gì tình yêu là mất cỡ lắm, em không chịu đâu. Vậy là nó tin đó. Dạ cuối cùng không có đi. Ổng cũng thiệt thà thiệt á. Rồi có nghĩa là chỉ có những cái trận như vậy thôi đúng không? Hay là còn những nói chung cái là nhiều lắm. Cứ thời điểm mới quen cứ 1 tháng là chia tay 1 lần 2 lần vậy đó. Rồi cứ mỗi lần kiểu khách khẩu mà. Con thì con nóng tính nữa. Cho nên là con cứ nói là thôi chia tay đi. Mà hồi lúc trước con quen á, thì quen với người trước thì chia tay người ta năn nỉ. Còn ông này cứ chia tay cứ không chịu luôn à. Thì xong rồi con mới ủa sao kỳ ta. Sao ông thì kỳ vậy. Cái con kêu là đừng nhắn tin nữa, cái cũng không nhắn tin luôn. 1-2 ngày sau cũng không nhắn tin. Xong rồi bắt đầu cái con mới kiếm chuyện. Con kiếm chuyện con lên cho ảnh. Giống như con đòi đồ này kia đồ đó. Con nói thôi giờ trả cái món đó cho em đi, đặng cho gặp mặt lại. Cho ông này ông năn nỉ mình quay lại chứ giờ mình xuống nước xuống thì kỳ quá. Cái có cái đợt đó con đòi ảnh cái nón bảo hiểm. Tại vì lúc mà đi Vũng Tàu gì thì ảnh giữ cái nón bảo hiểm của con. Xong rồi con đòi cái nón bảo hiểm. Cái con thấy anh trả lời, cái con nói chắc là ông kêu mình lên đặng trả đây nè. Cái ông nói là ông trả lời ông nói là cái nón đó em lấy rồi mà anh đâu có giữ đâu, mà em nói anh giữ. Là cuối cùng không còn lý do gì để đi lên trển nữa. Ê khoan, cho hỏi rồi khoan đi, cho hỏi cái này cái đã, cho hỏi cái này cái đã. Lúc đó súng răng chưa? Dạ chưa. Giữ lại đi, giữ lại. Bây giờ im đi để chị nói với khán giả nha. Chị nói với khán giả livestream cho coi hết lại luôn đi chị. Thôi mọi người ơi, thực ra là
chắc chắn là một cái câu chuyện là khi bạn này bị súng răng và bạn đi thi như thế nào, chồng bạn có đồng ý hay không, nó sẽ rất là thú vị. Nhưng mà bây giờ á, Hồng Vân với Quốc Thuận xin mời mọi người á, chúng ta hãy xem tập full đi. Tập phim vào lúc 22 giờ. Ở đâu chị? Ở HTV7. Tối chủ nhật hàng tuần nha mọi người. Đó. Nhớ đón xem nha quý vị nha. Rồi, rất là cảm ơn quý vị khán giả đang xem trực tiếp livestream chương trình Vợ Chồng Son, số mà chị em chúng tôi cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đáng yêu, đó chính là Thánh Súng. Bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, và bây giờ chị em chúng ta là tiếp tục với chương trình mà đó, như chị Vân nói, muốn biết câu chuyện như thế nào thì mời chúng ta xem full nha. Rồi, bye bye mọi người. Rồi, rồi tiếp tục. Tiếp đi con. Rồi, lúc đó là chưa súng đúng không? Dạ chưa. Vậy nè, con nói chia sẻ với mọi người á, là tức là tụi con quen nhau được bao nhiêu lâu thì bắt đầu con có hiện tượng là cái răng của con nó bắt đầu có vấn đề. Dạ, có vấn đề. Dạ. Thì hai đứa quen nhau hơn một năm là bắt đầu răng con nó bắt đầu có vấn đề. Thì trước cái lúc mà phát hiện ra là răng có vấn đề á, thì con đã đăng ký thi thách thức danh hài rồi. Con đăng ký thi là này cũng không có biết luôn, tại vì con nghĩ là con đăng ký cho vui thôi chứ không có đi đâu đó. Xong rồi đi casting chương trình là cũng chưa bị súng răng luôn. Xong rồi đi casting về rồi một tháng sau là con mới phải nhập viện để mổ lấy nang răng ra. Là phải bỏ 9 cái răng luôn đó. Rồi thì sau khi mà mổ cái nang răng ra được khoảng một tuần sau thì chương trình mới gọi báo là con đậu casting rồi, để mà bây giờ kêu lên đặng diễn, đặng mà tập, đặng mà chuẩn bị thi. Thì lúc đó chương trình gọi cho con là, con nhớ tổng cộng là 6 lần, nhưng mà 5 lần đầu con đều từ chối hết. Tại vì lúc đó con ngại á, cái răng nó xấu lắm, mà nói chung là mình ngại để mình thi. Nhưng mà tới lần cuối cùng thì anh này mới động viên con, là anh nói là thôi em đi đi, biết đâu á là cái răng mình nó là cái duyên để mình đạt giải thì sao. Đó. Trời, con người này là có tầm gọi là nhìn xa trông rộng. Chương trình đó là chương trình hài mà. Dạ. Đó, rồi cuối cùng thì ảnh cũng là người chở con đi thi luôn. Là chồng khen đẹp đúng không? Dạ đúng đấy. Đâu, nhưng mà vậy nè, cô thấy vậy nè, ví dụ như người ta ông bà mình nói cái răng cái tóc là gốc con người, thực sự nếu như cái lúc mà đang răng đầy đủ như vậy tự nhiên giờ mất tiêu 9 cái đúng không? Dạ. Thì lúc đó con thấy sao? Mình thấy dễ thương, mình thấy mắc cười á. Vậy á hả? Dạ, mình thấy tiếu con chọc hoài à. Không có thấy ảnh hưởng gì tới nhan sắc của dạ, vợ không, mình đúng không? Dạ không. Mà vẫn thương, vẫn cưng con, vậy. Con nói bây giờ em muốn làm răng thì em làm, em muốn để vẫn được. Trời ơi. Được không? Nhưng mà bây giờ chú hỏi con nè. Dạ. Cái lúc mà bác sĩ bảo là phải nhổ hết 8-9 cái đi vậy. Dạ. Thì lúc đó cái tâm trạng con như thế nào? Dạ lúc đó là con buồn lắm. Tại vì thứ nhất là gia đình con thì đơn chiếc, mà phải mổ như vậy thì con phải nhập viện mổ. Thì lúc đó con cũng không có muốn làm nữa. Xong rồi cái anh này mới động viên nó là thôi làm đi, để nó hư, nó bị viêm hàm nứa rồi tùm lum hết. Rồi anh lo cho em, lo lắng cho em, thì nhờ mọi người coi tiếp, chừng khoảng 1 tuần là về rồi. Thì lúc đó là con rất là sợ, con cực kỳ sợ luôn. Vô cái phòng mổ là con đã muốn xỉu rồi. Thì cũng may là có anh này, anh đi theo, anh động viên đó. Nói chung là anh ở sát bên cạnh luôn. Thì cuối cùng mổ xong rồi bác sĩ mới nói là không có cần phải nhập viện. Đó, rồi anh mới dắt đưa con về nhà. Rồi sau đó thì con ngại lắm, nhưng mà anh này thì anh cứ kêu là tháo khẩu trang ra anh coi răng bữa nay lành chưa, coi mấy cái nướu lành chưa. Mỗi lần mở ra thì cái phản ứng của anh sao? Mỗi lần mở ra cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá, giống nít quá. Nhưng mà mỗi lần anh nói vậy á, con cảm thấy vui hay là con cảm thấy tự ti, hay con cảm thấy cái gì đó nó có trong lòng nó cũng khác biệt. Là tại ảnh á mà con mới tự tin đi thi. Tại vì ảnh khen hoài, cái con nghĩ là nó là thiệt không à. Ảnh nói mà đó là thiệt đúng không con? Dạ sự thật là lúc mà vợ con đậu cáp rồi á. À, đúng không em, đậu cá rồi. Là cái vợ con mới nói với con mấy lần tâm sự, nhắn tin cũng vậy, mà gặp ở ngoài cũng vậy, cũng nói anh ơi em quá buồn. Giờ em công sức của em, tâm huyết em đậu rồi, mà giờ em bị gì em thi không được, em buồn quá, không biết giờ chừng nào mới còn cơ hội nữa. Mà thật sự nếu mà năm đó mà bỏ thì tới bây giờ luôn rồi, đâu có cơ hội nữa đâu. Cái con mới an ủi, con mới động viên. Rồi cuối cùng cái đêm đó là trước ở cơ quan con có cái bờ kè, cái hai đứa mới ngồi nói chuyện trước cơ quan á, con mới nói á, bây giờ á em thích không, nói thích, em muốn thi không, vợ con nói muốn, bây giờ không nói nhiều, không suy nghĩ nhiều, thích thì đi thi, muốn thì đi thi, vậy thôi, mình có làm sao mình cứ để vậy mình đi. Hay quá đó, nó xuất phát từ cái việc gọi là rất là chân thành, và một phần nó rất là ủng hộ con. Cho nên là cái việc mà con đi thi đúng rất là đúng đắn. Bởi vì như chú nói, đây là một cái chương trình về hài. Cho nên là mọi người sẽ đặt một cái tiêu chí sự duyên dáng lên hàng đầu. Nhưng mà khi mà là con đi thi về mới làm đám cưới hay là đám cưới xong mới đi thi?
Dạ đi thi về, lúc đó là hai đứa chỉ mới quen thôi, chưa có gia đình ảnh thì đã xuống giáp mặt với gia đình con rồi. Là cho hai đứa tìm hiểu thì lúc đó chỉ quen thôi, là thi xong rồi là tụi con mới đám nói hồi tháng 5 thôi à. Xong rồi vừa qua dịch là tụi con đi đăng ký kết hôn chứ cũng chưa làm đám cưới nữa. À, tới giờ là vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nhưng mà lý do gì mà phải gấp gáp như vậy ta? Tại vì con còn nhỏ mà, hay là sợ anh lớn tuổi? Dạ đúng rồi, tại sợ anh lớn tuổi. À, hay còn lý do gì khác nữa không? À, dạ, tại vì gia đình là con một đó cho nên ba mẹ anh cũng ham cháu. À. Dạ. Nhưng mà thật sự mà nói chú vẫn thấy là cái việc gọi là cưới rồi mà nhà ai nấy ở như vậy á, dạ, chắc chắn cũng phải có một cái lý do gì đó từ phía hai bên đúng không? Dạ. Cái câu chuyện của chồng con thì chú biết rồi. Dạ. Tức là nhưng mà về gia đình con thì sao? Hoàn cảnh thì mẹ con thì bị tai biến, còn ông nội con thì 80 mấy tuổi rồi, ba con thì cũng mất trước đó rồi, cho nên là con phải ở nhà buôn bán với lại lo cho nội với cho mẹ luôn. Cho nên là bên đây cũng phải lo. Dạ đúng rồi. Con thì gia đình có mình con, ba mẹ con, mẹ con bằng tuổi cô á. Vậy hả? Vậy mẹ cũng trẻ quá hả? Dạ. Cho mẹ nên... con là 50 mấy đúng không? Dạ đúng rồi, sinh năm 66. Cho nên chị theo ví dụ bên này mà đi qua bên vợ ở thì cũng rất là khó. Dạ. Mà con thì về ở Tân Châu làm dâu thì cũng cực kỳ khó. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề mà hai bên gia đình nó là hoàn toàn không có. Tại vì gia đình hai bên đó là chấp thuận cho hai con như vậy. Dạ. Đồng tình như vậy. Như hai con thì ví dụ như con thì con xuống, vợ con lên, hai đứa cứ thường xuyên tới lui như vậy hoài vậy. Dạ, tại cũng gần 20 cây. Dạ. Mà chị thấy vậy cũng không sao đâu Bin, tại vì em biết sao, như vậy cái đầu óc mình nó sẽ cảm thấy rất là an tâm. Là vì sao? Nếu mà bé này đi qua ở với bé này thì là sẽ lo cho ông nội với lo cho mẹ, cũng không thế nào mà cái đầu óc mà vui được. Còn bé này mà bỏ cha bỏ mẹ ở cũng nhà rất là khó. Mà qua đây cũng không được. Dạ. Tức là tụi con cứ như vậy đâm ra lại hay á Bi. Dạ. Tức là em là con một hay là con trai một? Dạ chỉ có một mình trong nhà. Khó lắm. Đó thì bởi vậy. Nhưng mà cái đợt vừa rồi dịch á là suốt 5 tháng. Dạ. Từ tỉnh này qua tỉnh nọ, huyện này qua huyện kia, huyện cách ly huyện thì chắc có lẽ là hai vợ chồng đâu có gặp nhau. Dạ không có gặp được luôn. Năm tháng trời. Dạ thì mà vợ chồng son đó ở dưới là có một cái cây cầu thì tại vì phải đứng cách xa 2 mét thì anh đứng đây, con đứng đây, chỉ nhầm nhau vậy thôi á. Nhưng cũng đang chức nữ vậy chứ bộ. Ngay chỗ cái chốt mà chỗ mấy anh chật chốt á, mấy ảnh đầu có cho lại gần đâu, hai đứa đứng xa nhau, đứa bên này, đứa bên kia rồi nhìn nhau. Nhìn nhau rồi. Dạ. Nhìn nhau bao lâu? Cái đó là hết chỉ thị 16 mới đi được, chứ lúc mà còn chỉ thị 16 là hai đứa gọi video không à. Nhưng mà buồn không? Dạ buồn. Buồn. Mỗi lần gặp nhau, một đứa đầu cầu ở An Giang, một đứa đầu cầu ở Đồng Tháp như vậy thì lúc đó cái tâm trạng còn sao con? Trời ơi, con đứng con chỉ biết khóc thôi à. Tại vì đó là nó không hiểu cảm giác sao mà mình buồn lắm. Rồi ảnh cũng động viên, ảnh nói là anh cũng buồn mà thôi ráng đi. Tại dịch bệnh mình phải tuân thủ quy định hết. Chứ mình không có được làm trái. Rồi, mà lúc đó chưa có tiêm ngừa nữa. Dạ, chúng nó chưa chưa có tiêm luôn. Cho nên người ta rất là sợ, rất là kỹ luôn. Tại vì còn gia đình nữa. Dạ, dạ có rồi. Người á, có người là cách cũng như là qua cái chốt cầu, cách cái nhà có 1 cây số đó. Mà mấy ông không cho qua đó. Thì đúng rồi em, đúng rồi con. Người ta khó, người ta phải giữ kỹ lắm, kỹ lắm. Tại cái trách nhiệm của người ta nặng nề lắm. Rồi lúc mà gặp nhau vậy có khóc sướt mướt ở bên đầu cầu bên này không? Dạ có chứ, con khóc quá trời. Còn ông này con biết có khóc không? Tại bịt khẩu trang kín mít à. Đúng rồi, bịt khẩu trang. Dạ. Thôi nhưng mà vậy là coi như là nó có hỉ nộ ái ố con. Dạ. Tại vì cái cuộc đời mình nó còn dài lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì tới khi mà hết cái năm tháng đó gặp lại nhau thấy yêu nhau hơn. Đúng rồi. Dạ. Giống như bây giờ là ánh mắt chứa chan yêu đương nè. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ nè, hai đứa có suy nghĩ rằng nếu như mà có con thì sao? Thì sẽ nuôi nó làm sao? Có con thì chắc con phải xuống rồi. Xuống thường xuyên rồi. Ở xuống nhà con vợ là thường xuyên. 31 đúng không? Dạ. Con 31, bé này mới 23. Dạ. Cỡ cô nghĩ chắc 2 năm nữa có con. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nào, tụi con cũng định là khoảng 2-3 năm 31 nữa. 31 là con 33. 33 mới con, nếu cho là coi như là 2 năm nữa đi. Dạ. Vẫn con trẻ, chú 36. 36 mới biết được cái cảm giác là có con như thế nào. Đó, bình thường mà không. Thôi cố gắng làm sao để sắp xếp cuộc sống để có thể được về ở chung với nhau. Dạ. Nói chung là làm sao phải tiện, phải hết sức là tiện để cùng nhau yêu thương và cùng nhau thuận lợi. Chăm sóc con. Thuận lợi. Thuận lợi. Ừ, thuận lợi. Rồi. Nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái, qua phần, cái phần kia nó đi. Nó hay, nó hấp dẫn lắm em. Hấp dẫn lắm, con có biết chương trình gì không? Con phần nào? Dạ biết, kể xấu. Nó xấu đó con, nó xấu. Nhưng mà mấy đứa nó ở xa quá, sao thật xấu lòi. Có chứ lòi hết, có không? Không thể nào che giấu được. Vậy đó có hả? Là có. Thiệt. Nó nghe nè. Một đêm về sáng thôi là biết thật có xấu luôn đúng không? Ừ. Nó nghe nè, thấy súng á, đó. Thấy dễ thương quá, đáng yêu quá. Dạ. Không biết có thật xấu gì không con? Dạ, dạ con thì con thấy không có thật xấu, chứ chỉ có con gái là lâu lâu thì nóng tính rồi nạt con vậy thôi. Nạt thôi. Dạ. Nóng tính thôi, có ghen tuông rồi này kia không?
có đó vậy đó, hồi có hỏi ghen không loại đó không có vợ con không có thằng sáu ghen đâu kể vụ ghen nghe chơi coi coi bà này bà ghen con sao thì con không bao giờ mà nhắn tin với người con gái nào hết ngoại trừ là những người mà bạn học của con, bạn bè thân á, bạn lâu năm á. Rồi cái con chỉ hay là comment bình luận những cái bài đăng của bạn con trên Facebook thôi. Cái bà lướt bà thấy cái bên anh không có được thả tim, không có được like, không có được comment gì bài của người ta chứ nha. Comment gái rồi. Để bà thấy con comment là bà ví dụ bà dặn liền. Dạ rồi đó tới sao rồi con không có like, không tim, không comment gì bạn bè chứ. Mà cái đó là ghen nhất rồi á hả? Dạ nhất rồi. Vậy nó cũng lành quá, nó cũng lành tính quá đi ha con ha. Dạ, ghen trên mạng xã hội. Không phải em ơi, tự dưng bây giờ vô comment thả tim thơ là không được. Đúng không? Tự thả tim kỳ lắm. Đúng không? Bây giờ like thôi, like thôi. Like được tim. Rồi. Like con like cũng được, ví dụ như một cái status về quan điểm cuộc sống, về like. Hướng tương lai. Okay. Like. Dạ. Đó, ví dụ vậy chứ còn đây là ôi thương thương. Đâu đâu một cái comment một cái status mà đại loại như là cái gì đó. Đang cần một bờ vai. Đang cần một bờ vai, đang cần một ai đó thì thả một cục tim vô là thấy có chuyện. Có chuyện không sao được. Thôi không đâu. Mà cái trái tim đó là cái nó là cái thể hiện là gì, thương thương đó. Đồng cảm đó. Như vậy là chỉ có này hay nè. Rồi ghen. Không cái ghen nó được. Ghen nó được, ghen đúng. Mà có gì nữa không? Xấu cái gì nữa? Dạ không. Hết luôn. Nấu ăn sao? Ăn nấu ăn. Nấu ăn ngon không? Nấu ăn thì ngon à. Làm bánh rồi ngon lắm á. Rồi có có bừa bộn không? Dạ không. Có làm biếng không? Không đâu, vợ con siêng lắm, vợ con ngày ngủ có mấy tiếng à. Là rồi làm nguyên ngày rồi. Là làm suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vợ là ăn dạ ăn chay trường. À? Dạ. Ăn chay trường. Trời ơi, dạ. Vậy ủa sao con? Vậy con nghĩ dạ. Là quan đến sức khỏe. Con ăn cũng được gần 4 năm rồi. Tại vì lúc đó mẹ con bệnh, rồi nội cũng bệnh nữa. Rồi gia đình cũng nhiều chuyện buồn quá. Cái con cũng kiểu như con cũng nghe Phật pháp rồi kia rồi, cái con cũng phát tâm con ăn chay luôn. Con cũng không có nguyện gì hết. Con chỉ nguyện là con ăn được đến bao giờ thì ăn để cho gia đình bình an. Thì con ăn đến bây giờ là 4 năm rồi. Và con thấy là cuộc sống là bình an đúng không? Dạ. Ăn sức khỏe ha, mình ăn sức khỏe. Dạ. Rồi. Rồi giờ sao nè, giờ vậy giờ con mong ước bạn súng thay đổi cái gì? Con thì chỉ mong vợ con duy nhất một điều thôi. Về cái tính tình hay là cái gì không cần thay đổi chứ. Chỉ có một cái là ăn uống đầy đủ với là nghỉ ngơi nhiều thôi. Con chỉ mong muốn điều đó thôi. Ủa là làm việc đều dữ lắm hả? Dạ làm nhiều lắm. Làm việc một ngày bao nhiêu tiếng? Vợ con thì chỉ ngủ khoảng 1-2 giờ gì đó mới ngủ, tới 6 giờ sáng thức rồi. Tức là ngày ngủ 5 tiếng. Có khoảng 4-5 dạ, tiếng thôi. Dạ, giờ có khi chưa cũng ngủ, khi vô ngủ 1 tiếng, 2 tiếng rồi. Là con làm gì? Con live stream hả? Dạ đúng rồi. Mà dạo này bớt tương tác quá, buôn bán được không con? Dạ, dịch là không có gửi hàng đi được. Hầu như là hàng đi 100% là chỉ đi được khoảng 30-40% thôi. Thì do là bớt tương tác cho nên con phải tăng tần suất live lên là 1 ngày 2 buổi. Chứ hồi lúc thì live 1 ngày 1 buổi rồi, bây giờ phải live 1 ngày 2 buổi luôn, và trưa và tối luôn. Rồi vậy còn con kể đi. Tật xấu? Có tật xấu gì? Chồng con thì con thấy là cũng không có tật xấu gì hết, nhưng mà có cái tính ảnh kỹ. Anh kỹ quá kỹ. Kỹ sao đâu? Nói chung là ảnh rất là kỹ, mà ảnh kỹ nhiều khi con quạo luôn á. Giống như là một cái chuyện đó thôi, con nhờ ảnh thì ảnh sẽ hỏi lại con rất là nhiều lần. Tại vì ví dụ hỏi 2 lần là mình đã biết cái câu trả lời rồi. Nhưng mà ảnh là ảnh muốn xác thực để mà chính xác đó. Kỹ để quá. Không có sai thì anh hỏi con tới 4-5 lần. Nhiều khi con quạo luôn á. Trời, cái gì mà hỏi hoài vậy? Người ta hỏi 1-2 lần là được rồi, hỏi gì đâu mà 4-5 lần. Kỹ quá. Ảnh mới nói là anh hỏi cho chắc ăn. Đó, rồi quần áo thì cũng phải tươm tất cho sạch sẽ, gọn gàng. Rồi ảnh làm một cái gì đó, ảnh chăm chút, ảnh mài mò, ảnh kỹ, nó mất thời gian đó. Con thì con nhanh nhẹn, con lẹ làng. Tại dân buôn bán mà. Dạ đúng rồi. Còn mình nhìn ổng làm nhiều khi mình cũng quạo chứ. Là chỉ có cái đó là cho ảnh bớt kỹ đây thôi. Đó là con mong muốn nói luôn đi. Mong dạ. muốn ảnh thay bớt đổi kỹ. Gì. Dạ, anh là ảnh bớt kỹ lại thôi. Nó còn gì nữa không? Dạ không. Ảnh thì là có ghen không, chồng có ghen không đó, định hỏi đó. Dạ cũng có. Còn đâu kể biết vụ cái biết dạ. vụ tại vì hồi lúc trước á, là lúc đó quen là mới quen, chưa có thân nhiều thì con kiểu như mình buôn bán mà cái mấy bạn nam trên mạng cũng nhắn tin nói chuyện này kia thì con cũng nghĩ chuyện bình thường, để lúc đó con nghĩ là quen ông này cho vui thôi. Khách hàng tiềm năng, biết đâu là khách hàng tiềm năng nói con vậy đó. Rồi xong cái ảnh mới thấy con nhắn tin với bạn nam khác, ảnh mới nói là ảnh sẽ không có nói là anh cấm em không có được làm như vậy. Ảnh không có nói vậy, ảnh nói con là em làm như vậy anh rất là buồn.
Anh chỉ nói một câu vậy thôi. Thì sau này con suy nghĩ thì mình cũng thương ảnh rồi, cho nên mình không muốn ảnh buồn, cho nên là con từ đó về sau con cũng không có nhắn tin nữa. Thôi cái ghen này là cũng đáng yêu, cũng hợp lý. Cái vậy thôi. Nhưng mà cái vụ kỹ á thì đâu đâu nhất là trong cái mùa dịch nữa, chắc chắn là anh phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc gọi là bảo vệ, thực hiện 5K, rửa tay, đeo khẩu trang, đeo tấm chắn. Thì mỗi lần mà anh đi ra đường thì sao? Anh có kỹ dữ không? Anh bịt kín hết. Xong rồi về nhà anh sẽ lấy cái cây bông tăm gái tay á, anh chấm cồn, anh quậy vô lỗ mũi, anh quậy 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 hai bên, xong rồi anh sẽ xịt cồn vô họng anh luôn. Anh thả họng ra anh xịt cồn vô, xong rồi anh sẽ rút miệng anh phun ra, rồi anh khò nước muối, xong rồi anh sẽ lột quần áo hết, anh đem đi ngâm, anh giặt liền. Đó, rồi anh vô anh tắm nước nóng lại. Nói chung là anh rất là kỹ. Quá kỹ luôn. Quá kỹ, nhưng mà cái vụ cồn là thấy phản khoa học. Nó xịt vô họng là nguy hiểm lắm nha. Phản khoa học đó nha. Trời ơi. Dạ. Nó con chỉ cần khò muối được rồi. Dạ. Khò muối với lại con bơm rửa mũi á là cô thấy ok rồi đó. Trời ơi. Còn con xịt cồn là nguy hiểm lắm. Ông xịt cồn nghe, ông chưa bị nhiễm Covid nữa, ông bị lủng ruột rồi đó. Rồi. Rồi, không được xịt cồn vô miệng nghe chưa? Nguy hiểm lắm, khỏi nước muối được rồi. Dạ. Rồi con dầm giờ qua cặp này em mới thấy không? Thực ra cái mà ở ai ở nhà nấy cũng có cái hay á. Coi như là tại vì vậy nè, cái tuổi của con á, bé này là còn nhỏ lắm. Con thì chín chắn rồi cô nói, nhưng bé này nó còn nhỏ. Mà cái dòng mấy chị em phụ nữ mới lớn này nè, tánh tình hay còn con nít á, hiểu không? Là rất dễ gây lộn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tụi con ở xa nhau mà bé này có trách nhiệm với gia đình, rồi con cũng có trách nhiệm gia đình. Thì tụi con hiểu được cái điều đó, đó là một cái sự hy sinh á, sự hy sinh, sự đồng cảm trong cái chuyện hy sinh đó. Thì bé nó sẽ lớn lên, tức là bé sẽ chững chạc, bé lớn lên. Chứ còn không có tụi con mà chỉ có ở gần nhau á là tụi con sẽ gây lộn mỗi ngày luôn. Tại vì tính tình á, cái khoảng cách nó rất là xa nhau. Thành ra là mỗi đứa nó sẽ có những cái mà gọi là khó mà hòa hợp lắm. Đó, thành ra là 2 năm nữa khi mà cái thời gian xa nhau hết, lúc mà có con đó ha, là lúc đó con cũng trưởng thành rồi, 25 tuổi là phụ nữ trưởng thành rồi. Thành ra cũng hay em ơi. Cho nên bây giờ chỉ chúc tụi con á là khi nào mà có em bé đó về gần, về chung với nhau luôn. Lúc đó là con đủ chững chạc để mà gọi là làm một cái lò sưởi của gia đình mình rồi. Cái bếp lò của gia đình mình, đúng không? Anh này thì khỏi nói rồi, đúng không? Anh chững chạc quá rồi. Quá chững ba ba rồi. Thôi như thế này, thật ra là trước khi đúng là mình đến đây thì tạm biệt hai con để mà chào đón một cặp đôi tiếp theo. Nhưng mà bởi vì cái cặp của con là nó quá đặc biệt. Thứ nhất là rất là cảm ơn hai vợ chồng đã đi từ Đồng Tháp lên đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và thật ra là mà nghe câu chuyện mà hai vợ chồng mà cái thời gian mà giãn cách đó, hai vợ chồng đứng một cái đầu cầu đó, nghe thật ra là có rất là xúc động. Và thật ra là mặc dù đã là vợ chồng nhưng mà cái sự gần gũi của hai vợ chồng hầu như là nó rất là ít. Và thậm chí là nói những lời yêu thương chú cũng nghĩ là cũng rất là ít. Thôi thì hôm nay nhân cơ hội đến với chương trình này thì không biết rằng là Thảo và chồng của con, hai vợ chồng có muốn nói điều gì với nhau hay không? Thảo nè, có muốn nói gì với chồng hay không? Nhìn chồng. Em muốn nói là thật ra cái tính em chỉ là nóng tính vậy thôi, nhưng mà thật sự em rất là thương và rất là quan tâm gia đình hai bên. Em sẽ cố gắng để mà sửa cái tính nóng lại, tại vì nhiều khi công việc nó áp lực quá. Rất là cảm ơn anh đã luôn luôn ở phía sau em để ủng hộ, động viên những cái quyết định, những cái việc làm trong cuộc sống của hai đứa mình. Mong là sau này em sẽ bớt nóng tính lại để tụi mình bớt cãi nhau lại. Còn con thì sao? Có muốn nói gì không? Đứng lên cũng được, nói với vợ. Dạ, cũng ngồi nói chuyện với vợ luôn. Anh cũng cảm ơn em đã, thứ nhất là rất là tốt với anh và tốt luôn với ba mẹ anh, với gia đình anh. Thì bây giờ thì chỉ có một điều, anh nghĩ là chỉ có một điều thôi, là chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ không có lớn tiếng, không có cãi nhau lại với em. Và anh sẽ thương em, yêu em đến hết cuộc đời này. Hay quá. Trời ơi. Hay quá rồi. Hay quá. Nếu bây không có tấm chắn là tôi đề nghị hung rồi. Dân An Giang tình cảm dạt dào quá tình cảm. Cái đó nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhỏ nhẹ thôi đó. Đó. Anh Bin mà nói là anh Bin sẽ rớm nước mắt. Đúng vậy. Anh Bin đó, bởi vì ngồi gần chục năm rồi, chứng kiến biết bao nhiêu lần anh ấy nhỏ lệ rồi. Người ta chưa khóc nữa tôi khóc rồi. Thôi nói chung là cảm ơn các con và vẫn hy vọng rằng là các con sẽ mau sớm được về chung một mái nhà để cùng tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Rồi chúc